Hello. Ơi, hello mấy đứa nghe. Cảm ơn mọi người. Mọi người tắt tắt nhắc nhắc vô màn hình đi mọi người. Rio hiện tại bây giờ mẹ đang rất là đau đầu. Rio có thể nào cho mẹ một phút yên tĩnh được không? Không. Con đang bật trò một tiếp với mẹ. Em nặng trò một tiếp với mẹ chết. Con lại cãi lời đúng không? Bữa giờ mẹ chết làm việc, mẹ chết đau đầu. Má cái con quỷ này nó tao tức ghê. Con lá nó khốn nạn vô cùng. Tại sao nó làm video nó không cho tao ngồi là sao? Mẹ con ơi, tao lại mày. Không bé ơi, anh bỏ nhậu rồi. Ngưng đưa bia đi, anh bỏ nhậu rồi. Anh bỏ nhậu rồi. Má, ngưng đưa bia. Cần, mày cố cần làm vậy. Tôi bỏ nhậu rồi. Tôi hứa với lòng, cố gắng làm ăn để trở thành một con người tốt. Dạo này đau bao tử dữ lắm rồi. Thật sự, bây giờ tôi muốn làm lại cuộc đời. Cần, mày cố cần làm vậy. Thank you.
Nó có dám comment đâu, nó comment lên tao cho nó ra đảo liền. Atifan nha, giỡn mặt là thuốc chết. I love you Atifan. Tao giận hù lắm á, giỡn mặt nè. Tao là chị đại đó, mặt nè. Mấy con quỷ Atifan nha, mà ghét tao nè. Ghét tao thì tao I love you. Chạy nước rồi. Chị uống nước hay chiên gì? Cảm ơn chị Hoa Nhi. Ước ai cho tao cái TikTok Universe. La Jerio này tới chánh điện. Tao đang quạo hiểu không? Tao cho một nút cái là nó lên thiên đường liền. Cho dù là con tao hay là ai đi chăng nữa, một phát là tao cho đi theo Tây Thiên, gặp Tây Thiên liền. Nghe điện thoại cái.
Ủa ngứa lỗ tai vậy mụ nội cha mày. Mày tao thấy mày hả, mày mày đang quá chờ clip của tao, mày mất dạy con kia. Không, chờ con đi về nha má. Subi. Bật cái máy lạnh lên xíu cho dì coi, nóng quá. Rio nghe. Ta nói về cái chuẩn. Ta chuẩn ra đâu phát dính vô vách tường kia giờ. Sao mà chuẩn con được? Con uống ngon quá gì. Con gì vậy? Nước trà đậu hạt chía ngon lắm, con thích uống. Uống mát mà ngon lắm gì. Ai quấy vậy? Tao có quấy rồi, gì mua chai sẵn. Loại chai con thích uống. Mày thích cho tao đâu có thích đâu. Lấy cho tao chai nước coi. Mày quá chờ cái con mất nết à. Bé ơi. Mày quá chờ mày mất nết rồi. Chị Minh Anh ơi. Mấy đứa nó quay video của em, chị thấy chưa? Chị thấy cho em gửi cho chị coi nè. Quá mất dạy rồi. Ai rồi cũng thích mình thôi. Tại vì mình đáng yêu mà. Đúng không? Cho xin một giây để xuống được đây. Lấy tình tình chút vừa mới gặp. Nếu mà làm mấy cái video này, video này mà nó dễ thương như vậy á, Thì tao đâu có nói gì. Cái gì? Trước giờ tối qua thấy bà la trước giờ tưởng cao lắm. Tao cao 1m7 lận. À, tụi bay ơi. Mấy đứa chị nói nè, có cái chị đó chị bán đồ á. À, chị Gia Hân nè. Đi qua. Ủa. Hai cao 1m7 bể rồi. Hello bé. Em chào chị Hân, chào chị. Kêu lấy cho chai nước nãy giờ ngồi đó. Con này thiệt tình á. Còn Rio nữa. Dạ. Biểu qua đây. Chúng nè con. Biểu qua đây tao hỏi. Con biết mẹ đang hôn con phải không? Mẹ hôn con, ừ con đúng biết rồi. Để ở dưới đó. Chào cô chú đi. Chào chào cô chú. Mày sao nó tội vậy? Một lần mà dêm nạt nó là nó biết mẹ hôn con phải không? Là hay kêu đó. Mày tới đây, mày tới đây. Hay nói vậy là nó kêu mẹ hôn con đúng không? Tại 1m47 dễ thương rồi, tôi có 1m45 mà trời ơi. Có 1m45 mà. Vô gương á, ừ. Con thấy con có nó cầu thủ không? Con là thương gia mà. Đi kéo chân đi hai, tụi bay donate cho tao nhiều nhiều đi, tao kiếm tiền tao đi kéo giò nè. Có ai đầu tư cho em kéo chân không? À con chuột.
Vậy là Cao đánh giá Cao hay quá. Tao kêu 1m48 rồi. Hai tỏi chị ơi. Rio. Rio. Mọi người hỏi là Rio là dòng miền Trung đúng không? Con này dòng Bắc mà. Con có hiểu dòng Bắc là dòng như thế nào không? Con hiểu. Hả? Con hiểu. Thế nhờ. Thế nhờ. Con dòng miền Trung nè, con dòng miền Trung thì nói rắn hè. Dòng miền Trung nói rắn hè. Ủa chi vậy trời hả Ủa có cái chí mô. Ủa nó mình kỳ lạ rồi bí. Ủa cái chi vậy trời Còn giọng miền Nam nó là sao? Ủa cái chi vậy trời? Giọng miền Nam là giọng của chị á. Nó được giọng chị Sumi không? Dạ được chứ. Nói chuyện với chị Sumi bằng giọng chị Sumi coi. Nó là chắc ngại lắm. Hả? Ngại. Là gì ngại? Ngại. Đó, chị Sumi nói chuyện, Sumi nói chuyện với em kìa. Nói chuyện đi. Điều không nói được. Đâu có, không nói được. Đừng nói không nói được. Giọng chị với con mình nói được, chẳng nào của mình nói được thôi. Thì đang nói giọng nè. Nói, Điều nói giọng nam, mình nói giọng giống mẹ đang nói nè. Ủa? Con làm sao mà con nói được? Con nói được chứ. Đà. Rio, cô chú nhìn con nè, cô chú nhìn con. Cô chú kêu qua mặt con. Tới đây. Qua cho cô chú. Rio, qua cho cô chú xem mặt kìa. Ngại nè. Có thông buồn ngại một. Cho cách đi xuống nè. Mệt lắm. Đâu? Ơ chị yêu. Yo. Yo. Làm đèn kìa rồi. Làm đèn trong thu kìa. Làm đèn. Cảm ơn chị đi. Thank you, sir. Ủa ta sẽ ta. Lấy cái đèn ở trong ra xem ta. Sao đây? Cắt mai đi, cắt cái đầu giống Rio quá vậy. Chú kêu cắt đầu tóc giống Rio kìa. No. Tại sao lại no? Why? Tôi chạy thì ôi khó quá. Mở khó quá. Tắt khó quá. Ôi lại em cực khổ. Rio tỏ tay vào. Rio cổ đằng lại nha. Nè cô chú hỏi gì nè Rio nè. Cô chú hỏi gì kìa. Đi qua cô chú hỏi gì nè. Dạ. Rio đọc chữ được không? Đọc comment được không? Đây nè. Đọc là. À. Cưng. Quả. Bay ơi. Rồi tiếp. Cái nào. Cưng quả bay ơi. Ủa. Ra sao nhiều tên với cái chữ đó nhận nghe cả gõ rồi đọc nữa. Đừng có nhắn nữa. Rất nhiều tên nhưng nhận tin nhắn với con chưa kịp đọc luôn. Đây đọc cái này nè. Ô đẹp quá. Ô đẹp quá. Rồi. Ít chào. Chào ô nha. Chào ô nghe. Chào ô nha.
chào Rí O nha. Trời ơi. O H G R R H Rí O H O. Cái tiếng nhạc đâu rồi? O H. Cô nghe một bài đi. Dạ ok. Nha. Đây nè nè, đọc tiếp nè. Rô cưng nhẹ dơ. Rô cưng quê. Quê quê quê. Quê quê quê. Quê quê. Một hai ba. Một hai nè. Ba. Đô rê mô. Cái gì nhỉ? Đô rê mô. Đâu ra mình chả ăn sạch có. Má sạch có tiền nhiều. Má sạch ăn từ dâu. Gần đó với chả rồi hết ba mẹ. Đó ra mà tầm yêu tóc cả. Đất giết còn tầm tóc. Chạy ăn. Chạy ăn gì mà răng súng đen hết trơn. Chị sẽ chơi cho mấy mặt con. Cuối tuần. Rio Rio người ta comment nói gì nữa nè. Nhá. Người ta comment nói gì nè. Ri O Do mẹ. Do mẹ. Mấy người này ghi chữ có chữ ra cho nó đánh vần trời. Ghi ra đừng có ghi tắt. Thấy gì? Kinh lắm. À ha. Thầy cưng. Ri O dễ thương. Đeo dễ thương được cái chứ nào. Ro dễ. Ri O dễ thương quả. Đã tham quả. Nè đọc cái câu này nè. Nghe khoe cười. Khen. Khen cười. Không để con chồng nào khen cười. Quài. Ừ, quài bay ơi. À. Kìa đọc cái này nè. Hả? Cười nó. À Rio tên gì? Dạ con tên. Tên gì à? Tên gì với mẹ? Người ta hỏi Rio tên gì thì hỏi tên thiệt chứ tên gì? À, dạ, đây hình ảnh em nha. Ồ, ủa, ủa con 200k. Rio đẹp trai, giận mẹ. Kìa cô chú hỏi tên gì nghe không kịp kìa. Đọc từ từ. Dạ con tên. Dạ con tên là Lê Huỳnh Anh. Nói dưỡng lại để con đọc. Ồ rư thơ. Huỳnh Anh Hà Rio. Huỳnh Anh gì? Yeah. Yeah, Huỳnh Anh mà. Đi mày nói cho mày nói vợ mày chú Lê. Lê Huỳnh Anh mà. Lê Huỳnh Anh L-E-L-E. Con đọc biết nói từ Lê mà. Dạ kiếp kiếp. Huỳnh Anh nói chữ L không được. Lê. 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 L-E-L-E. L-E-L-E.
L-E-R đúng rồi. L-E-R sao? R-R sao? Tên ai đặt cho Rio mà đẹp vậy con? Con à? Hỏi. Dạ chính là hồi nhỏ. Ôi nhỏ. Ai đặt tên cho con? Dạ chính là ngoại của con. Mẹ đặt chứ? Mẹ đặt chứ. Dừng. Bỏ ra mẹ kéo cho. Đang đặt con. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên gì à? Dạ. Tên dạ. Của mẹ. Dạ nhiều tên lắm cô. Mẹ chết. À, mẹ chết. Jimmy Lê Vũ Lê Kiều. Lê Kiều đó. Lê Kiều Lê. Không, đặt tên. Không, bữa nay con đặt tên cho mẹ tên mọi người. Lê Vũ Lan Nguyễn Thị Bẹ Lê Kiều. À, chị ăn thịt bẹ quá. Bé Lê Kiều không mất dạy. Mẹ, con đặt cho mẹ tên mở nè. Chính là Lê Anh Kiều. Chọn như tên của Lê Huỳnh Anh. Mắt con màu. Mắt con màu xanh ngà cây. Mẹ ơi, mắt con màu xanh ngà cây phải không? Mai. Xanh bạn chân gương ơi. Mắt còn xanh đó, mắt còn xanh nhạt. Đi thôi. Không chứa kia ra coi. Cái gì mà con mèo vậy? Đừng lại coi. Được, được, không chưa đâu. Nè, bây tên Oanh Kiều không không phải là tên Anh Kiều, tên Oanh Kiều.
Thì con này tệ đâu. Cái chuyện nào? Chị nữ xà quá đi. Chị Hằng Nga, chị Hằng Nga yêu nữ số biển. Hằng yêu Nga cũng đau. Nè, con nó đập vô mặt một cái, đập cả hai đứa nghe. Mẹ cô. Để anh gớm cho. Chị chị để chơi. Để đây là đạt đạt tăng sức mạnh đi. Hạ ra quá sữa biển thằng thằng nghe. Yeah. Trời ơi, trời ơi, tao tức. Nghe gì không? Hai đứa. Ta sẽ chịu đậu. Không chơi. Là cái sẽ giúp ngôi nhà của mình. Tại sao? Sau đó bị cá lại tiếp tục livestream. Đến từ đâu mà sao lại xinh như thiên thần? Anh là trai miền Tây còn gọi là thanh niên thiên thần. Có khi đi bên em anh thấy kinh ăn. Con gái đứa nào cũng mê tiền á, em nói thiệt. Tại nó thương anh nên nó mới chọn cùng anh. Vào những năm tháng anh đéo có gì trong tay. Chứ mà nó không thương á, cho dù nhà tụi nhỏ lại nhậu. Chị, tụi nó tập hư em á. Tụi nó ngày nào cũng rủ em nhậu hết, chứ không phải là em rủ tụi nó đâu. Tụi nó ngày nào cũng bay ra trong gum hết á. Tụi nó nhắn vô trong group, tụi nó rủ em nhậu rồi các thứ rồi đó. Chị, tụi nó hư lắm. Thằng cua ngày nào cũng rủ em nhậu hết đó chị. Đấy rồi các bạn ơi, chết rất là nhiều người. Công ty rất là lớn, kho dầu bị nổ, công ty nổ tung tóe ra, công ty có 3 tầng. Nổ tan nát hết, không còn cái gì. Một bầu trời khói đen nổ trong giờ làm việc nha. Công ty này có hơn 200 người Việt, tầm 200 đến 250 người Việt nhá. Nghìn mấy người đài. Nổ trong giờ làm việc, còn cái gì nữa đâu các bạn. Cháy thì còn trốn được, chứ còn nổ như thế này thì cháy kiểu gì, tránh kiểu gì được. Các bạn thấy không? Sao dạo này cháy nhiều quá mấy đứa ơi, sợ quá mấy đứa. Nổ kho dầu. Nổ mấy lần luôn. Con hỏi các bạn ơi. Con hỏi các bạn. Kiểu đen nè.
TB. Có gì nè. Dạ, con chào ông. Dạ, con chào ông. Em chị ơi. Con chào chị dạy luôn rồi. Sức khỏe nha. Dạ, với lại con gọi điện qua. Đừng quay phim chụp ảnh mặt nhá. Nha, em đang muốn cùng nhìn ạ. Em muốn lấy một con mèo màu trắng. Hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy. Chỉ cần một người đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
15 chiếc xe đang đổ đèo. 15 chiếc xe đang đổ đèo, nhưng chỉ sót lại được 3 chiếc sống sót. Còn lại 12 chiếc, chút nữa có nhìn thật kỹ thảm cảnh chết trong xe như thế nào. Cô vừa dứt lời thì hối ôi, xe đang lên đèo, xe đang đổ đèo, cùng nhau một lượt đã đụng vào nhau. Máu đã phun ra ngoài, chắc có lẽ chết thê thảm. Tất cả đều bị vỡ vụn. Em có hỏi cô tại sao biết được chuyện này mà không giúp cho con người nhiều. Hơn cô hãy dùng lòng từ bi hướng dẫn cho con. Bà này nói cũng đúng. Em có nói nghiệp đã đến rồi, lòng từ bi có xót thương con người thì bản thân của con hãy sống thiện lành, nhìn cho kỹ trong giấc mơ của con. Lúc này em thấy 15 chiếc xe thật sự đã đụng nhau, chứ không phải là như lúc nãy em nhìn thấy 12 chiếc, 13 chiếc nữa. Cô nói tất cả đều bị đụng vào nhau hết, nhưng ba xe được sống sót là con người chỉ bị thương nhẹ vì ăn ở hiền lành, được chăm chọn và cứu. Những con đèo, những con dốc, con hãy nhìn kỹ đi. Núi cao còn phải bị lao đao, sẽ bị sập đổ hoàn toàn. Huống hồi những con đường đèo thật là đáng sợ cho con người không biết tỉnh ngộ. Đến đây rồi, con hãy nhìn kỹ đây, những cái núi ở quanh những ngọn đèo. Con thấy không, đường đèo quanh co, người có tâm không bao giờ gặp nạn, người vô tâm chắc chắn sẽ gặp nạn, và người đã gặp kiếp nạn không thoát nạn. Đến lúc này thì cô nói đường đèo sẽ bị dẹp, vì con phải biết có tên không được nói. Trong giấc mơ này cô có hướng dẫn em rất nhiều. Con dốc, con đèo đều bị tai nạn liên hoàn giống như nhau, nhưng nó lại có những điều xảy ra thật sự em thấy là nhiệm màu. Vì là xe đụng mà còn cháy với nổ thì người làm sao sống sót đây. Cô nói đây là những chỗ mà con thấy không, mùa nắng đường đi rất khô, nhưng lại gặp nghiệp thì người làm sao tránh khỏi. Còn có những người nhắc nhở rất nhiều lần, đừng có chê trách. Ông đây là ngày đấy, là ngày nào không có luôn rồi. Để đó chị mua cách biến một cách. Hello chị Tuyền em. Nói chung là mình không nên nghe mấy cái này. Cái gì nó đến thì nó đến, nhưng mà làm gì là mình phải không có nghe chuyện ma, nghe cái tâm linh đó chị. Mua được một cái phèo, cái người mà người ta đoán trước được á. Sân si làm gì, trong khi con người thì ai cũng kết cục giống nhau thôi, chỉ có con đường là khác biệt. Giờ phút người ta dày, người ta độc lá, cộng thêm cái việc là người ta nỗ lực cố gắng thì người ta giàu có thành công là đúng rồi. Mình chưa được như người ta thì phải lấy người ta làm gương. Thời gian ngủ là số sân si, tốt nhất em đi kiếm tiền đi. Có tiền thì ấm bản thân, tập trung vào bản thân mình ấy, dìm người khác không làm cho mình nổi lên. Bỏ sân si đi thì em sẽ chút được gánh nặng cho cuộc đời. Đời có bao nhiêu lâu đâu mà ngồi đấy mà đố kỵ. Em ơi, mấy hôm nay bên Trung bão lũ ấy, có người cả đời con cóp mua được cái ô tô có ít tài sản thì cuốn một phát hết ra biển đông rồi. Dân bỏ nhà bỏ cửa mà chạy thoát thân kìa. Nên là cái lúc hoạn nạn thì làm gì có ai nghĩ việc sân si nữa đâu em. Chỉ cần bình an thôi là đủ lắm rồi. Bớt sân si, sống đơn giản và hoan hỉ. Thế người ta mới có câu là khi ta nằm xuống thì những gì ta có thể mang theo là những gì ta đã cho đi thôi. Hơi thở của mình, một hơi thở ra cũng không lấy lại được. Đưa đạt lên mẹ. Con cũng biết đạt nghe. Đậm mình luôn. Đâu? Tại sao lại sự ép mà quyến luôn? Chị Tư, cái mẹ năm tháng lên đã. Rồi. Đi nhẹ thôi nha, cả Tư ói ra hết bây giờ. Nó buồn mày cho với. Nó không phải chơi.
Chị cô đặt hơn. Dỡ cái áo lên chút xíu, dỡ cái áo lên mà đi cho dễ. Rồi, đừng có kéo lên hết. Cả nó chân mẹ con. Dưa. Có đi không? Dạ đi chị. Đi ở dưới thôi. Sumi. Đi đâu luôn quá Sumi. Để con làm cho. Thôi vô xuống đi, đau quá. Đau. Được chưa mẹ? Xong. Mà hết mỏi chứ. Nên để con đậm lên cho mẹ. Mẹ con mỏi á. Ở dưới á. Đó, mẹ mở chỗ đó đó. Đang lại chỗ đây em ấy. Ừ, ở dưới đó. Xích qua bên lưu sau xíu. Tụi con lên thôi, quả lên đó luôn đấy. Tụi con lên thôi, đó luôn đấy. Bè siêu mẹ. Rồi. Đấm phía sau á, phía sau. Bè mẹ. Không, bên đó không phải sao mà. Đây à. Ừ, ở chính giữa đây nè. Đây nè. Đó, đang cái chỗ Rio thấy cái ngay cái chỗ lưng quần đây không? Dạ. Mẹ đau chỗ đây đó. À. Ừ. Giảm tốc độ. Cọ còn tăng tốc độ không mấy? Không, như tốc độ như vậy là được rồi. Tốc độ nhẹ sao? Ừ, tốc độ nhẹ như vậy thôi. Tốc độ mạnh là đâu? Không, tốc độ mạnh ra là hơn mạnh. Tốc độ mạnh hết cỡ ra là mạnh hết cỡ luôn. Ừ, đúng rồi. Tốc độ mạnh nè mấy? Ừ. Tốc độ mạnh nha. Ừ. Tốc độ mạnh ra nó là... Rồi đi lên chút xíu, đi lên trên lưng á. Đó, đi thẳng một đường đó đó, đó đúng rồi chỗ đó đó. Đi lên xíu, đấm nhẹ thôi bể phổi. Đấm nhẹ thôi có bể phổi mẹ. Trên vai nè, trên vai. Trên vai nè. Trên vai nè, đó. Tay con chạy mồ hôi luôn. Vô sau này mà nó có vợ là nó chăm sóc vợ dữ lắm á. Đâu có. Bắt giờ khải lên cho con còn. Nó kêu sau này. Cô bắt giờ khải lên cho con. Rêu ngủ rêu chỉ thích khải lưng thôi. Nó nói sau này có vợ về nó kêu vợ gãi lưng cho nó. Chọn như con nít đã. Mệt quá. Rio đấm xong đỡ mệt ghê luôn đó Rio. Cảm ơn Rio nghe. Dạ. Hello đi. Cảm ơn bạn nghe. Dạ. Rio. Mẹ Giang vô coi live stream nè Rio. Mẹ Giang vô coi live stream nè. Hello mẹ Giang ơi. Mẹ Giang đó. Mẹ Giang mới vô coi live stream đó. Mẹ Giang gặp rồi mẹ nè. Mẹ Vì thai nhi thấy không?
À, hello mẹ Giang. Mẹ Giang, con chào mẹ Giang, chào mẹ Giang. Nè, con chào mẹ Giang. Không, chào đây nè, nói chuyện đây cho vui. Nói là... Con mẹ, con chuyện khúc nè. Điều có vợ không biết có quên mẹ Diêm hôm nay. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Con tôi mẹ nó là nhất ở đó mà thương vợ hơn thương mẹ không có đâu. Nó thương tôi lắm. Làm xui đi, khỏi. Rồi tự hello mẹ chồng luôn. Còn bé Vy ở bên Úc á, bé Vy kêu là em cô tao nói mày nghe này nè, con bé Vy, bé Tường Vy á, nó nhắn tin cho tao, nó nói là hai ơi, em á, em thích cô, em tính kêu hai là mai cua cho em. Hôm nay cô mà nói mẹ mày nghe không? Chị mới nói là chờ mẹ chút xíu. Rồi, rất là hơi quá. Xong rồi đó con Tường Vy nè, xong rồi nó ta nói nó là nó có người yêu rồi, xong rồi nó mới kêu nếu mà cô có người yêu rồi thì thôi hai cho em chờ Rio nha. Hai báo bạn con Vy á, con Vy á đó, con Vy nó thích mày đó, con Vy nó ở bên Úc luôn. Còn con Vy nó kêu là nếu mà cô có gì cô alo cái là em chạy qua nhà cô, cái Vy gần nhà em đó. Đó thì đó tao nói đó, hai đứa bay yêu nhau đi. Em cảm ơn Water. Hai đứa bay yêu nhau đi, gần nhau đó. Thôi, lâu lâu rồi gặp nhau rồi chấm mút cái rồi. Tao thấy ok đó. Đàn bà đã mất đi. Không đâu, nó ở trong mẹ. Chị hãy đưa phải đột định kỳ ngày 6 tháng một lần. Đâu mẹ ịt lúc qua mắt, phát ra tiếng đem nước lên cho mẹ uống hả? Dạ, tao vợ. Nước gì? Tao không uống. Để nước. Con để đó rồi á hả? Nước mẹ hát uống má. Nước có vợ, nước con đi tiếp yêu thích nằm nè. Đâu, có lạnh không? Cỏ chưa nặng rung à. Mà để trong tuần nè. Để đâu rồi? Đúng rồi, làm chạy nghe. Chạy là con cũng biết luôn rồi. Yeah, uống hết chai của con. Mẹ uống hết có được không? À, đưa con uống của mẹ có nha. Mẹ nói là mẹ uống hết nước của Rio có được không? No. Tại sao? Nước đây con dặn. Con dặn mà. Có đứa nào cần làm mai trong gia đình, có đứa nào thích đứa thầm, đứa nào cứ nhắn tin cho tao nghe. Đứa nào mà thích thầm thì cứ nhắn tin cho tao. Cô chủ nhắn tin đi cô chủ. Để con bảo kê cho. Đó, Rio nói để con bảo kê cho kìa. Cô chú thích cứ nhắn tin đi để con bảo kê cho. Cô chủ nhắn tin bên đây. Em thích chị Thơ hai ơi, ok mày. Mày nhắn tin cho hai. Thơ ơi, con Ly nó thích mày kìa Thơ. Điều hỏi có ai thích Điều không? Mẹ cô chú có thích con không? Có. Lần này tôi không vào game quên tôi rồi. Thơ có vợ rồi. Ủa ai vậy? Thanh Nguyễn. À, trời bà Tina. Chị đổi tên mà chị kêu em không nhớ. Chị đổi tên sao em biết được? Chị cũng ngựa bà. Chị đổi tên chị kêu em nhớ. Nhớ là nhớ làm sao? Em thích chị Kim Lan nữa. Nữa hết lặng tin. Chào sinh nhật của chủ phố Hải Vy. Tình khi quan hệ. Thôi chắc anh với em không sống. Thôi chắc anh với em không sống được với. Đi ơi kìa cô xíu kêu kìa. Kìa yeah. Cô đẹp đẹp kêu con kìa. Cái cô mà ốm ốm đẹp đẹp á. Nói dạ con nghe. Kìa yeah.
Nuốt đi cả chạy vô. Dạ con nghe. Ủa, hình của cô đâu rồi? Cô nói thơm miếng kìa, đọc comment của cô nè. Thơm miếng à? Đây nè. À, tao no xì con cọng mẹo nghe. Quê nha, khúc này quê nha. Quê là quê Trung Bình nghe nhiều. Quê là quê Trung Bình quê nhiều, nghe nó hát không? Quê có Trung Bình nghe nhiều. Quá trời, là sao cô nói đi ô hôn cô? Dạ. Nè, Rio có nhớ cô Thư không? Cô Thư ốm ốm cao cao mà Rio nói là con thích mấy người ốm cao cao giống vậy nè. Cô Thư ốm bờ đi biển à? Ừ. Ừ. Cô Thư đâu? Cô Thư đang comment. Đâu rồi? Cô Thư ồn ồn hai về nhà Phan Đăng của mình à? Chung cư B1 à? Ừ. Dạ. Cô xỉu đâu rồi cô mẹ? Cô xỉu đâu? Ủa? Cô xỉu đâu? Ừ? Cô xỉu. Cô đây kìa. Ừ? Dù cô xỉu đâu rồi? Cô xỉu xỉu. Ê, mắt ghi cơ. Xỉu xỉu hay sao? Là tên cô đó. Xỉu xỉu. Cô đây. Y y y. Kêu cô về Phan Rang chơi. Cô về Phan Rang chơi đi. Để con coi cô nhận tin coi. Cô nhận tin không? Quê chập hai. Quê Trung Bình nô nô. Kìa. Đi kìa. Đi ta chi ra đỏ. Là sao? Là kêu chú Hà lái xe hơi á. Kêu chú Hà đó á. Là đi taxi á. Chú Hà sao? Chú tài xế đó. Taxi chi? Chú tài xế xe nhà mình á. Chú à, hai chở vô á là cô... chú về nhà mình nè à? Ý là cô nó kêu tài xế đó được không? À, con đi nữa. Bà mẹ chết. Bà mẹ mẹ gì con có mất tiêu à? Rõ được không? Đi với cô gì ta? À, cái gì này không còn nhớ đâu rồi. Cô Thư. Cô Thư. Ủa, cô nặng cô trong nhà mình đây nè. À, cô Cẩm. Cô Cẩm. Ủa, cô xỉu đâu? Ôi, con có kêu mày cô đây. Cô nhận quên nè. Nên là cô xỉu xúc, cô một quên. Ê, nhẹn nhẹn. Cô đi. Ý, 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 ý. Cô đi. Cô đại y y y y. À cha. Cô đây. Bốn chữ y luôn. À bốn chữ y luôn hả? À sao? Cô đây. Y y. Đọc kìa, đọc lại comment cô kìa. Cô đây. Tao. Y tế mới mệt lòng mệt. Mệt quá. Con thôi cô mẹ cô nằm nghỉ đi rồi cô đi ngủ luôn đi. Cô khở vô. Ồ. Cô khở vô. Cái kia trời. Như cô chịu đâu. Con này đỏ. Mọi người đừng có công tăng cái đỏ nghe. Mọi người bỏ cái đỏ đi. Cô đang nằm chuyện với cô xỉu luôn mà. Con nói nhầm. Nó nhầm, mấy đứa nó cười xong nó kêu là mọi người bỏ qua cái đó đi, con nói chuyện. Em có xíu. Tôi có cái chạy chờ. Có xíu. Tôi có xíu mẹ, có xíu khỏi vô.
Big Man. Rồi bác sĩ Nam nghỉ, rồi bác sĩ đi ngủ đi. Sao mà cãi hạng giọng mẹ quá Rio ơi. Chụp cùng một bên tình mẹ nè. Xíu vô đây quê ba chập không chơi với Rio nữa kìa. Game comment. Nào sao? Không chơi với Rio nữa. Ừ, tôi khỏi chơi luôn đi. Cô khỏi chơi với cô luôn. Khỏi, cô khỏi. Cô khỏi luôn. Là cái thái độ. Cái tay làm lại coi, cô khỏi làm lại coi. Cô khỏi. Cô khỏi chơi một cô luôn. Cô khỏi chơi một cô luôn. Cô khỏi. Cô khỏi chơi một cô luôn. Nếu biết cái này cơ. Không chơi với Rio nữa. Ok, cô khỏi chơi luôn. Ôi lộn, nhầm nhầm nhầm. Cô khỏi, tay đâu, tay đâu. Tay đâu. Khỏi luôn cô. Ôi nhầm. Nhầm, cô chịu đâu. Cô khỏi luôn nghe. Ôi đó. Vâng. Ê nè. Ê nè. Cô khỏi luôn đi. Cô khỏi luôn. Cô khỏi luôn. Nó đã đặt tên nè. Tôi đi làm. Ok, cô đi làm đi. Đâu có nạp chụp vào mọi người. Cùng đưa. Ok. Mấy cô chúc cô đi cẩn thận. Cô chúc còn sao? Mấy cô đi cẩn thận. Ừ. Bye bye cô nghe. Hôm nay con mình nói không chơi với con được mà. Chỗ có phải chơi. À. Bằng. Ai kêu nãy kêu nghỉ chơi nó chi giờ nó khỏi chơi kìa. Tôi đi làm. Tôi đi làm. Tao cười chết. Ai vậy?